Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh Cu Bờm TV nhé. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể các bác một cái mẫu đèn LED nháy theo nhạc các bác nhé. Thì hiện tại trước mắt các bác đây là ba mẫu đèn LED nháy theo nhạc. Cái mẫu này là cái mẫu mini này. Đấy, hai mẫu này là mẫu mini. Đấy, nhưng mà một mẫu thì là của mẫu cũ của năm 2019 và đây là một cái mẫu mới của năm 2020 này. Và đây là một cái quả cầu cảm ứng theo nhạc đấy, hay là cầu lấm ông sư này. Quả này thì nó là mẫu đại và là mẫu to ấy, đường kính của nó là 20 cm đấy, và đằng trước của nó này sẽ gồm có 4 phím menu này, up down và enter đấy, có màn hình LED hiển thị nhá. Đây là cái lỗ mic, lỗ microphone đấy. Đây là tổng thể cái mặt trước nhá, sản phẩm này. Đây. Em sẽ sâu cái mặt sau cho các bác xem. Đây, mặt sau của sản phẩm thì sẽ gồm có hai cổng Canon in và out. Đấy, cầu chì này và dây nguồn. Đấy, thì hiện tại thì em đã mở sẵn hộp, mở sẵn cái nắp này ra cho các bác xem nhé. Đấy, để cho các bác cùng xem cái nội thất bên trong cái sản phẩm này nhé. Đấy. Bên trong ấy thì sẽ gồm có đây là cái mắt LED này, 1 2 3 4 5 6, tổng cộng là 6 mắt LED, và mắt LED này mỗi một mắt là công suất của nó là 3W các bác nhé. Đây, mỗi mắt LED này công suất là 3W đấy. Quạt nằm mát này đấy, hai cổng Canon in và out đấy, để kết nối giữa các cái quả cầu với nhau. Đây là cái bo nguồn riêng này. Đấy, bo nguồn này là sử dụng là 12V. Đây, 12V 1A V2.0. Đấy. Còn đây là cái phần mạch điều khiển này. Đấy, và nó có cả mặt đèn LED luôn đây. Đấy, các bác nhìn thấy không? Một sản phẩm cực kỳ chất lượng. Đấy, các bác nhìn ruột gan nó này, các bác cũng có thể thấy được là cái chất lượng của sản phẩm nó như thế nào nhé. Đấy. Đây là cái quả cầu loại này là loại cầu ông sư, loại đại nhé, loại to. Đấy. Cực kỳ đẹp quá nhé. Đấy. Em sẽ cắm thử cho các bác xem. Rồi, em đẩy cái này đi nhé. Đấy. Riêng cái phần cái pha lê này các bác nhé. Đấy, thì nếu mà không có cái cầu pha lê này thì cái đèn nó sẽ không đẹp nhé. Đấy, giờ em sẽ cắm điện thử cho các bác xem. Thì khi chúng ta cắm điện vào nhé, thì nó sẽ có màn hình hiển thị này. Đấy, nó hiển thị lên hiện tại đây đang là cái chế độ A69. Thì các bác muốn thay đổi cái chế độ này thì các bác ấn vào menu này. Đấy, nó sẽ ra chế độ A79 này. Đấy, chế độ này là chế độ cảm ứng theo nhạc nhé. Đấy, nó hiển thị lên 4 dãy số này. Đấy, là chế độ cảm ứng theo nhạc. Đấy, đây cũng là chế độ cảm ứng theo nhạc này. Đấy, đây là bình thường này. Đầu tiên nó khi chúng ta bấm về cuối cùng nó sẽ ra cái chế độ này. Đấy, bắt đầu chế độ A19 là chế độ có đèn nhé. Đấy, nó bắt đầu đèn nháy này. 29 này, 39 này, 49 này, 59 này, 69 này, 79 này. Đấy. Cái hay của cái quả cầu này ấy, thì chúng ta có thể lưu được cái chế độ mà mình thích nhé. Đấy, ví dụ như đây hiện tại đây là em đang để chế độ là 5152 này, đúng không? Bây giờ em ấn enter nhá. Em ấn enter và em giữ nó khoảng 3 giây. Đấy, nó sẽ hiện lên chữ save này. Đấy, thì có nghĩa là khi mà bây giờ chúng ta rút điện ra, đấy, chúng ta cắm lại nguồn, đấy thì nó sẽ mặc định là cái chế độ 5152 này sẽ là chế độ đầu tiên. Đấy, còn các bác thích thay đổi chế độ khác thì các bác cứ ấn menu này sang chế độ khác.
chế độ mình thích. Đấy, ấn up hoặc down này là có thể điều khiển được là nhanh chậm của chế độ nháy đấy. Sau là các bác ấn giữ enter. Đấy thì nó sẽ lưu cái chế độ đấy lại ngay nhé. Đấy. Cực kỳ đẹp nhá. Đấy. À, hiện tại thì sản phẩm này em đang có một cái giá cực kỳ ưu đãi đến toàn thể các bác. Thì trong cái thời gian qua thì được sự tin tưởng và ủng hộ của toàn thể các bác, thì kênh Cubom TV này cũng xin đáp lại cái tấm lòng yêu mến của các bác. Thì hôm nay với cái sản phẩm này thì em xin công khai giá bán của nó đến toàn thể các bác, là cũng như là một cái lời tri ân của kênh Cubom đến toàn thể các bác. Thì bình thường cái quả cầu này đấy, em sẽ bán với mức giá là 350.000 đấy, và miễn phí vận chuyển đấy. Nhưng mà ở trong cái clip này đấy, các bác mua hàng đấy, em sẽ bán tri ân cho toàn thể các bác cái quả cầu này với mức giá là 300.000 và em sẽ miễn phí vận chuyển các bác nhé. 300.000 và miễn phí vận chuyển, các bác nhận hàng được kiểm tra hàng đấy, test thử rồi mới thanh toán nhé. Đấy, thì một cái mức giá cực kỳ tốt đến toàn thể các bác. Thì ngoài cái mẫu này ra đấy, thì bên em còn có rất nhiều các cái mẫu khác là cực kỳ tốt quá nhé. Đấy, cái mẫu khác cực kỳ tốt đây, những cái mẫu cầu lớn mini này quá nhé. Mẫu cầu lớn mini này cũng là một trong những cái mẫu cực kỳ tốt quá nhé. Đấy. Con này thì nó rất nhỏ. Đấy, nhỏ gọn. Và nó cũng rất đẹp quá nhé. Đấy. Con này nhỏ gọn và cực kỳ đẹp. À, có cảm biến theo nhạc các bác nhé. Đấy, hai cái mẫu này thì nó là mẫu mini. Đấy, hai mẫu mini các bác nhé. Đấy, giờ em sẽ cắm, em sẽ thử cho các bác xem. Đấy, để xem là cái chất lượng của nó như thế nào nhé. Đây, cái quả cầu loại đại đây, quả cầu có màn hình hiển thị này các bác này. Quả này thì nó cảm biến nhạc cực kỳ nhạy các bác nhé. Đây, ví dụ em để đây cho các bác xem này. Đấy, ví dụ như là em vỗ nhẹ tay này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, nó cảm biến nhạc của nó nháy đấy. Đấy, thấy không? Cực kỳ nhạy nhé. Đấy. Nhạy dã man luôn. Đấy, ánh sáng thì cực kỳ đẹp. Đấy, ánh sáng cực kỳ đẹp luôn nhé. Đấy, các bác nhận hàng, nếu các bác mua hàng, nhận hàng thì các bác đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đúng cái sản phẩm này, đúng loại mà các bác đặt hàng thì các bác mới nhận hàng nhé. Đấy. Cái này nó cảm biến theo nhạc. Đấy. Nhạy cực kỳ luôn. Và có nhiều cái chế độ nháy nữa. Đấy, đấy, nháy theo nhạc này. Ví dụ như chúng ta phát nhạc ra này, nó nháy này. Đấy. Đấy. Có nghĩa là chẳng hạn như cứ có tín hiệu âm thanh này là nó nháy theo này. Đấy. Đấy, ví dụ em tặc lưỡi thì nó cũng nháy này. Đấy, có thấy không? Đấy, một sản phẩm cực kỳ tốt nhé. Thì em xin báo giá lại đến toàn thể các bác với cái quả cầu to này. Đấy, có màn hình hiển thị như này nhé, có quạt làm mát luôn này. Đấy thì em đang bán với mức giá là 300.000 và em miễn phí vận chuyển đến toàn thể các bác nhé. Đấy, một cái mức giá là cực kỳ tốt. Cái mức giá này là cái mức giá em cam kết với các bác là giá gốc luôn nhé, giá gốc luôn. Các bác gần như mua hàng chỉ chịu cái tiền phí vận chuyển thôi. Đấy, còn cái quả cầu mini này đấy, thì nó có giá là 100.000 và các bác mua hai quả thì em sẽ miễn phí vận chuyển. Đấy, còn các bác nếu mua một quả thì các bác chỉ mất 20.000 tiền phí vận chuyển đấy nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982 826 628. Vâng, em xin chào và ơn toàn thể các bác.